Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, qua những like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một xin để góp nhận 1,5 triệu token Barbie Ram nào ạ. Thì để tham gia dự án hôm nay, các bạn click phần link mô tả dưới video mà tôi Start Chatbot nha. Dự án của game các bạn. Rồi bấm cho này rồi. Nhiệm vụ đầu tiên bấm son kênh group nè. Rồi bạn bấm đáp bên này, son tiếp kênh seller nè. Rồi bạn bấm đáp lên nè, tiếp tục copy hashtag này nha bạn. Follow và tweet với hashtag. Trên Twitter thì bạn theo dõi dự án này tới tháng 10 nó mới công khói nha các bạn. Rồi bạn like nè, bạn chỉ dán cho tweet nè. Các bạn dán hashtag thì giải tăng về các bạn, mình vào các bạn tweet lên nè. Sau đó các bạn bắt đắp lên nè. Sau đó follow Twitter và tweet nè. Rồi, xin ngủ người giúp ta like tweet lên các bạn. Rồi sau đó các bạn bắt đắp lên nè. Bấm research. Lưu cấp trà. Laptop. Rồi các bạn đi địa chỉ email của các bạn vào các bạn. Chatbot. Tiếp tục gửi địa chỉ BNB sẽ mất trên bếp 20 trên chocolate của các bạn nè. Gửi lại chatbot. Sau đó submit in request nè. Phần các bạn chạy chút xíu các bạn. Enter the wish profile link. Ok, nếu kêu các bạn gửi đường link profile Twitter của mình nha các bạn. Thì bằng mở Twitter mình ra nè. Các nhập avatar, nhập user nè. Nhấp ba cạnh cùng, nhấp vào chia sẻ nè. Sau đó các bạn sẽ chấm đăng kết nè. Các bạn chấm bot nè. Sau đó submit in request nè. Để coi request bài nào các bạn. Rồi cái bài các bạn đã tăng nha các bạn. Rồi các bạn chia sẻ cái bài các bạn đã tweet nè. Sao chép liên kết nè. Để lại cho bot nè. Sau đó chọn controller nè. Chọn xong bấm I heo so net nè. Rồi họ tweet bấm I heo so net nè. Bấm menu nè. Sau đó bấm mi balance nè. Ok mình đã nhận được 150.000 token Barbie Ram. Bạn gì chia đến ghép chia sẻ cho bè và người thân để kiếm thêm token các bạn. Vậy video mình đến đây mới kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nhé.